Rồi hello anh em chưa thứ năm ngày 15 tháng 3 nha Tiếp tục là em quan trọng bom Bên khúc gỗ hơn trăm năm ông nội để lại nha Cảm ơn anh em rất là nhiều nha anh em ơi Chưa ngày hôm qua em lên 50 con là em bán hết sạch luôn nha Rồi top này là em nhận của anh Nhân ở Long An Qua em mới điện cho anh Nói anh có gà tầm 50 ngày không Chứ em thiếu gà nhiều quá em giao không đủ giao rồi Ông mới nói Tao còn gà hai tháng không rồi Quang ơi Thôi nhưng mà tao cứ cứu em một phát đi Đấy là ông bắt cho em gần 35 con nha anh em Đó, sẵn hôm nay em quay lên cho anh em xem luôn Rồi, đã lỡ ngày hôm qua là chơi lớn nè anh em ha Lên gà 50 ngày mà tính một tháng thôi Hôm nay lên gà 2 tháng tính giá một tháng luôn nha anh em Đó, để thể hiện cái tính hào phóng của anh em miền Tây nha Anh chơi lớn với em là em cũng chơi lớn luôn Rồi, top này y như cũ nha anh em ha 20 con tặng 3 10 con tặng 2 nha 5 con là em bao phí ship giao đến tận nơi 13 tỉnh miền tây và toàn bộ khu vực miền nam nha anh em đợt này có anh Lộc shipper là quá ok rồi ở đâu em cũng giao được hết nha đó anh em nào mà chuyên giao gà thì biết anh Lộc rồi ha giao là tới nơi tới chỗ luôn nha anh em rồi ai có mến thì alo em nha chào anh em chúc anh em buổi trưa vui vẻ